tôi đã dạy môn Aikido từ năm 1967 tới bây giờ. Năm 2005, khi Sở Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thành lập cái hội võ thuật người khiếm thị, thì ở trên sở lại mời tôi về để làm trưởng ban chuyên môn Aikido. Cái lớp đầu tiên mà tôi được nhận đó là có 20 em khiếm thị. Tôi phải tự mài mò, tìm cách làm sao mà mình có thể dạy được các em này. Cô biết những cái cách thị phạm bằng ví dụ như là bằng vật thể hoặc là bằng các cái tư thế. Những bạn mà mù hoàn toàn á, thì các bạn có thể chạm vào người cô để xem được tư thế của cô như thế nào, cái động tác nó sẽ diễn biến ra sao. Sau khi mà dạy cho các em khiếm thị một thời gian thì các em những thương tật khác nó lại tìm đến, chẳng hạn như các em bị khiếm thính, rồi các em bị khuyết tật vận động, rồi các em bị tự kỷ, bị đau. Lần đầu tiên khi mà em đến xin thì tôi phải từ chối. Nhưng mà sau khi tôi từ chối, một người mẹ dẫn đứa con đến sân Hồ Xuân Hương để xin học, thì tôi thấy đứa trẻ nó khóc, hai hàng nước mắt nó chảy dài xuống. Và người mẹ thì hoàn toàn tuyệt vọng. Mà tôi cũng là người mẹ, cho nên tôi đồng cảm với người mẹ nó khi thấy người mẹ thất vọng như vậy. Và sau đó nhiều đêm thì tôi không ngủ được. Và tôi quyết định là vào xin phép ban giám đốc để cho tôi được thể nghiệm dạy cái đối tượng này. Con tôi thì nó học cái lớp này thì cũng có thể gần 20 năm. Hôm nay là 33 tuổi. Lúc đầu đi học thì đến thì nó ngại lắm. Đấy, nó sợ lắm. Nhưng rồi sau dần dần nó cũng quen. Mà cho đến bây giờ nó rất thân với cô. Nó quý cô lắm. Lúc đầu thì cái chân em nó yếu lắm. Thường ngày em học bên lớp Aikido của cô Loan, em thấy chân em đi nó thẳng lên và đỡ, tay em nó đỡ run hơn. Mỗi một học sinh là một bài toán khó của người thầy, cho nên là mình phải hiểu nó rồi mình mới hướng dẫn nó. Từ từ thì thầy trò lại thân thiết và hiểu nhau. Và bây giờ có thể nói là tôi nói một các em có thể hiểu 10. Cô Loan nói nghe nha, ở nhà mẹ nói không nghe. Cô Loan dạy giỏi rất tận tâm. Những bạn nào mà chưa biết, cô Loan điều trị rất cặn kẽ cho những bạn đó. Ngồi dậy đẹp chân ra, ngồi xuống đẹp chân ra, trời ơi, sao vậy? Ngồi dậy đẹp chân ra, ngồi xuống đẹp chân ra, trời ơi, sao vậy? Tôi luôn luôn là có một cái câu phương châm, hay là gọi là câu thần chú đi. Thì để nói với các mẹ rằng mẹ yêu con lắm, mẹ yêu con lúc nào cũng dùng tình thương với các em. Đúng là một cái người có tâm, mà nhất là đối với những cái hoàn cảnh nghiệt ngã của từng con người. Ai mà không có khả năng thì cô sẽ có thể miễn phí, còn phụ huynh nào có khả năng thì đóng cho cô. Có một lần là em thấy là em tập với cô cũng khoảng 5 năm rồi, em cũng muốn là kiểu đóng học phí mỗi tháng cho cô để hỗ trợ cho cô phần nào, nhưng mà cô nói là cái sự đóng góp của em, sự hỗ trợ của em là cái niềm vui của cô rồi. Em muốn cho anh này được nói chuyện với cô Loan. Đấy là ước mơ của chú à? Đúng rồi. Thế thì mình sẽ phải học Aikido sẽ rất lâu đấy. Dạ, đúng rồi, nhưng mà em quyết tâm em sẽ cố gắng. Gửi lời chúc đến cô Loan, em chúc là chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, sống lâu và tràn ngập hạnh phúc.